Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người sản phẩm bộ điều khiển từ xa đuôi đèn 220V. Sản phẩm bao gồm một đuôi đèn, một remote có sẵn pin. Mỗi đuôi đèn chỉ đi kèm với một remote riêng nên không lo bị điều khiển trùng lặp. Mạch hoạt động với điện áp 220V, tần số 50Hz. Khoảng cách remote là 30-50m không vật cản, với thời gian sử dụng pin lên đến 1 năm. Sau đây mình sẽ hướng dẫn lắp đặt với bóng đèn sẵn có trong gia đình. Cách lắp rất đơn giản là có thể hoạt động. Khi cắm điện, relay trong bóng đèn sẽ ở chế độ thường đóng và đèn sẽ luôn sáng, giúp cho việc kết hợp tối ưu với các công tắc có sẵn trong nhà. Ta sẽ dùng remote để bật tắt bóng đèn. Với khoảng cách xa, đi trên vật cản, bạn có thể điều khiển ở bất cứ tầng nào, bất cứ vị trí nào trong gia đình. Đây là hình ảnh mình đã lắp thật với bóng đèn sáng trong nhà. Bật công tắc lên, đèn đã sáng. Sử dụng remote để điều khiển bật tắt. Các bạn thấy sản phẩm này như thế nào? Hãy để lại ý kiến ở phần comment nhé. Đừng quên chia sẻ video đến bạn bè và người thân để được tiếp cận với một sản phẩm rất hữu ích. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.